Bạc Liêu ghi nhận thêm 404 ca nhiễm mới trong một ngày, con số cao kỷ lục từ khi dịch bệnh xảy ra tại tỉnh này. Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đường dây người Trung Quốc dụ trẻ em đóng phim sex. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, chợ nổi Cái Răng đã bừng tỉnh hoạt động nhộn nhịp trở lại với cuộc sống bình thường mới. Cùng Chuyện Cảnh Giác tìm hiểu về tập tài liệu chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn nhiều phương pháp trị nhiều loại bệnh. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ phát trong bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Không để cho quý vị đợi lâu, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi thông tin nóng đầu tiên của chương trình. Kính thưa quý vị, theo báo cáo sơ kết công tác triển khai công nghệ phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Thủ tướng Chính phủ gần đây cho biết, Việt Nam có khoảng 20 phần mềm phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và việc này đã khiến cho nhiều người dân cảm thấy bị loạn app. Theo như thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, dự kiến là vào đầu tháng 11, ứng dụng BC COVID sẽ chính thức đồng nhất, sử dụng trên cả nước và là ứng dụng quét mã QR duy nhất. Theo đó, BC COVID sẽ được liên thông để thực hiện đối soát, xác thực với 4 nguồn dữ liệu lớn, quan trọng như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 do Bộ Y tế quản lý và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm COVID-19. Đặc biệt, hành khách đi đường hàng không từ nay sẽ không phải khai bản cam kết viết giấy mà sẽ quét mã QR trên app PC COVID quốc gia. Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu đang diễn biến phức tạp. Sáng ngày 30 tháng 10, ghi nhận 404 ca nhiễm mới là con số cao kỷ lục từ khi dịch bệnh xảy ra tại tỉnh này và ghi nhận thêm 4 ca tử vong do COVID-19. Đến nay, tỉnh này đã có 23 ca tử vong do dịch bệnh. Vì thế, trong sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã ký quyết định nâng cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ khu vực nguy cơ trung bình, có nghĩa là cấp độ 2, lên khu vực nguy cơ rất cao, cấp độ 4 đối với hai địa phương. Trong số 404 ca dương tính COVID-19 vừa ghi nhận, có đến 149 trường hợp ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, 185 trường hợp trong các khu vực cách ly tập trung, 50 trường hợp trong các khu vực phong tỏa và 20 trường hợp là người dân tự phát về từ vùng dịch. Hiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ký quyết định nâng cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ khu vực nguy cơ trung bình cấp độ 2 lên khu vực nguy cơ rất cao cấp độ 4 đối với xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu và thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 31 tháng 10. Một thông tin tại Cần Thơ, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội thì những ngày qua, chợ nổi Cái Răng đã bừng tỉnh hoạt động nhộn nhịp trở lại với cuộc sống bình thường mới. Dù hiện nay khách du lịch đến chợ nổi vẫn còn hạn chế, thế nhưng bà con thương hồ vẫn vô cùng phấn khởi. Những hoạt động buôn bán vẫn diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Bà con kỳ vọng trong những ngày mua may bán đắt trong tâm thế vừa mừng nhưng lại vừa lo. Tại chợ nổi Cái Răng có hai nhóm hoạt động, một nhóm đi các ghe lớn thu mua trái cây từ khắp nơi rồi đổ dồn về chợ nổi để trao đổi hàng hóa. Nhóm còn lại là thương hộ bán hàng rong với đặc trưng là bán trái cây, đồ ăn, thức uống cho khách du lịch. Trong đó, những ghe lớn thu mua trái cây về chợ nổi để trao đổi hàng hóa, tuy ảnh hưởng ít nhiều do dịch nhưng vẫn có thể hoạt động cầm chừng. Riêng những người bán hàng rong đều thất nghiệp dài hạn bởi không có lượng khách du lịch. Đến khi thành phố trở về cuộc sống bình thường mới, bà con cũng trở lại buôn bán để kiếm kế sinh nhai. Ngày đi cầm được cái ghe chạy đi bán lại cũng là rất là vui, nhưng mà chợ cũng không có ghe bán, cũng không có được bao nhiêu. Chỉ giờ bán là coi như kiếm đồ ăn, đồ này kia, kiếm được mấy chục ngàn, trăm ngàn, chừng nào bán hết được đó, đồ là chừng trăm ngoài ngàn, chứ không có được từ nhiều như lần đâu. Từ ngày dịch bệnh và giãn cách xã hội, chợ nổi không còn du khách, số thương hộ giảm đáng kể. Mãi đến ngày 19 tháng 10, khi thành phố chính thức trở về trạng thái bình thường mới, bà con thương hộ bán hàng rong mới chuẩn bị trục trịch buôn bán trở lại. Nhịp sống tại chợ nổi Cái Răng vốn có đã bừng tỉnh sau thời gian dài điều hiu vì dịch. Nhiều thương hộ, nhất là những hộ buôn bán nhỏ lẻ như trái cây, đồ ăn, thức uống đã trở lại với công việc để tìm kế mưu sinh trong tâm trạng vừa phấn khởi, vừa lo. Đó thì nhờ khách du lịch nhiều, chợ nổi mình thì nhờ khách du lịch tứ xứ. Ví dụ khi ra
ở nước ngoài rồi nó về nó ghé thăm rồi này kia nó cũng có cái tiền niềm vui. Còn bây giờ thì chạy đi bán mà cũng trông lắm, nhiều khi thấy con tàu vô cũng giờ. Trong những ngày đầu hoạt động trở lại, hầu hết bà con thương hồ, người bán hàng rong trên sông đều tuân thủ nghiêm phòng dịch từ việc thực hiện 5K, mang theo xịt sát khuẩn và việc thực hiện giãn cách. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi được phép hoạt động mở bán tại chỗ trở lại, đã xuất hiện tình trạng các điểm kinh doanh ăn uống, các quán nhậu xếp bàn ghế ra tận vỉa hè để đón khách. Bên trong thì khách ngồi san sát nhau chật kín quán, hầu như chẳng ai quan tâm tới việc là giữ khoảng cách. Phía ngoài thì xe máy của khách đậu tràn lan ra đường. Việc không chấp hành các quy định của các điểm kinh doanh ăn uống này thực sự rất đáng lo ngại, làm tăng nguy cơ tái bùng dịch nơi đây. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép hoạt động đến 21 giờ hàng ngày với công suất tối đa 50% và không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn. Riêng quận 7 và thành phố Thủ Đức thực hiện thí điểm kinh doanh dịch vụ buôn bán đồ uống có cồn. Tuy nhiên, tại nhiều quán ăn vẫn vô tư để khách sử dụng rượu bia. Ghi nhận tại một quán ăn trên đường Dương Bá Trạc, quận 8, có diện tích khá nhỏ. Tuy nhiên, nhân viên vẫn không ngừng nhận thêm khách và hầu như bàn nào cũng có sử dụng bia do quán cung cấp. Còn thực khách thì cũng không quan tâm mấy đến quy định. Tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh, nhiều hàng quán đón lượng khách tăng kỷ lục sau nhiều tháng đóng cửa. Sau 21 giờ, vẫn còn thực khách, bàn ghế vẫn còn xếp lấn chiếm vỉa hè. Việc mở lại kinh doanh ăn uống tại chỗ là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, nếu các cơ sở không tuân thủ quy định phòng chống dịch sẽ khiến thực khách e ngại không ghé, mặt khác khiến tình hình dịch có thể căng thẳng hơn. Xin được chuyển sang các thông tin liên quan đến tội phạm và tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây thì rất nhiều đối tượng ở khắp các địa phương trên cả nước bị mời lên cơ quan công an làm việc, bị phạt tiền, đều có chung hành vi là đăng những thông tin thất thiệt liên quan đến dịch COVID-19 và nhiều thông tin khác lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Mới đây nhất, thì Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông mời làm việc đối với một đối tượng về hành vi phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xâm hại đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên trang Facebook VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam giả mạo. Đối tượng đó là Trần Thanh Hải, 29 tuổi, ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy. Hải khai nhận tháng 3 năm 2021, Hải tham gia biên tập trên trang Facebook VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam do người khác thiết lập và quản trị. Hải biết đây không phải là trang Facebook chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam nhưng vẫn tham gia. Trong quá trình biên tập vào 2 ngày 29 và 30 tháng 6, Hải đã đưa thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc chiến sĩ Trần Đức Đô tử vong. Thông tin này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý hành chính Hải vì hành vi giả mạo tổ chức cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đồng thời, buộc Hải gỡ bỏ thông tin đã đăng tải sai sự thật. Những ngày qua, thông tin một chủ hụi ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị bể gần 100 tỷ đồng được đăng tải trên Facebook đã khiến cho người dân hoang mang. Tiếp nhận sự việc, công an địa phương của tỉnh này đã vào cuộc điều tra. Được biết là sự việc vỡ hụi này là có thật, nhưng số tiền không phải là 100 tỷ và hiện thì công an đang xác minh thực hư của sự việc. Qua xác minh, công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương xác định chủ hụi là một phụ nữ 62 tuổi ngụ khu phố 1, phường Uyên Hưng đang làm nội trợ ở nhà có tổ chức ghi hụi. Tiến hành làm việc, người này cung cấp sổ sách quản lý tổng số 51 dây hụi, mỗi dây hụi có từ 10 đến 25 người tham gia. Số tiền đóng hụi của mỗi người từ 5 triệu đến 10 triệu đồng dưới hình thức hụi tháng và hụi nửa tháng, trong đó một tháng có 2 lượt hốt hụi. Việc tham gia chơi hụi chủ yếu dựa vào mối quan hệ quen biết, uy tín cá nhân, không có giấy tờ để chứng minh. Theo lời khai ban đầu của bà, do tác động xấu của dịch bệnh COVID-19 nên một số người chơi đã hốt hụi thì không tiếp tục đóng tiền hụi, dẫn đến bà mất khả năng quản lý chi trả cho các dây hụi khi đến kỳ hạn, do đó đang thiếu nợ gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, lực lượng công an cũng xác định người này không có dấu hiệu bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cam kết sẽ chi trả số tiền hụi trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Kính thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 10, trên đường đi công tác, hai cán bộ chiến sĩ công an huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre đã phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi rác bên đường rất đáng thương. Qua kiểm tra xác định, cháu bé có giới tính là nam, nặng 2,9 kg, chỉ vừa mới được sinh ra cách đó vài tiếng đồng hồ. Hiện cháu bé đã được hai anh đưa vào cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời. Chiều ngày 29 tháng 10, trên đường đi công tác, khi đến khu vực thuộc khu phố 3 thị trấn Chợ Lách, Trung úy Võ Hoàng Duy và binh nhất Trần Văn Tài, công an huyện Chợ Lách, nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh gần bãi rác bên đường, nên tìm xung quanh thì phát hiện cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong túi ni lông màu đen.
Ngay lập tức, hai anh Duy và Tài nhanh chóng đưa cháu bé đến trung tâm y tế huyện Chợ Lách để cấp cứu. Thì lúc mà tôi gặp được cháu bé thì lúc đó tâm trạng tôi nó hơi bối rối. Tôi chỉ biết là mở cái bịch ra đặng gỡ cái khăn ra cho cháu bé được thở, chứ tôi chỉ nghĩ là trước mắt là phải đảm bảo tính mạng cho cháu bé trước. Thì sau đó đồng chí Tài mới đi lại, tôi mới nhờ đồng chí Tài bế cháu bé lên và gỡ khăn ra để sơ cứu cho cháu bé lúc ban đầu. Dạ, mấy anh đem vô là cũng là kịp thời, cũng sớm rồi đó. Tại vì khi mà đem vô là sau khi cắt rốn là như rốn vẫn còn chảy máu, và em bé mặc dù là bị kiến nó cắn nhiều nơi nhưng mà nó chưa nguy hiểm gì hết. Thì qua thời gian theo dõi là hơn 24 giờ rồi, thì hiện tại giờ là em bé đang khỏe, đánh giá sức khỏe là hiện tại là tốt. Sau khi tiếp nhận thông tin về cháu bé bị bỏ rơi, chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản và bàn giao bé cho trung tâm y tế huyện Chợ Lách tạm thời chăm sóc. Ủy ban sẽ ra thông báo niêm yết tại trụ sở ủy ban trong vòng 7 ngày để tìm cha mẹ của bé bị bỏ rơi. Và sau đó thì nếu như mà hết hạn 7 ngày không có thông tin về cha mẹ của trẻ, ủy ban sẽ thông báo cho cá nhân tổ chức để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ. Hiện tại cháu bé được các cán bộ của trung tâm y tế huyện Chợ Lách tận tình chăm sóc, đã làm xét nghiệm sàng lọc sơ sinh, sức khỏe ổn định. Liên quan đến đường dây buôn lậu của bà Trùm Mười Tường, mới đây công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ, 53 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú của tỉnh An Giang về tội rửa tiền. Nguyễn Anh Võ, đối tượng mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình, nguyên là một cán bộ công an, được xác định là đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền trên 3 tỷ đồng của Mười Tường phạm tội mà có, thưa quý vị. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Võ, 53 tuổi, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, nguyên là cán bộ công an, nhưng có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường, do phạm tội mà có. Chiều ngày 29 tháng 10, lực lượng đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của bị can, qua đó thu giữ được một số tài liệu tang vật liên quan đến vụ án. Thêm một thông tin cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh vừa bắt giữ 3 đối tượng do có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy. Cả 3 đối tượng đều nghiện ma túy và một trong 3 từng có tiền án về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Đáng nói, thủ đoạn của chúng là giấu ma túy trong chiếc loa nghe nhạc, hòng qua mặt lực lượng công an. Qua xác minh, công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương xác định chủ hụi là một phụ nữ 62 tuổi ngụ khu phố 1, phường Uyên Hưng đang làm nội trợ ở nhà có tổ chức ghi hụi. Tiến hành làm việc, người này cung cấp sổ sách quản lý tổng số 51 dây hụi, mỗi dây hụi có từ 10 đến 25 người tham gia. Số tiền đóng hụi của mỗi người từ 5 triệu đến 10 triệu đồng dưới hình thức hụi tháng và hụi nửa tháng, trong đó một tháng có 2 lượt hốt hụi. Việc tham gia chơi hụi chủ yếu dựa vào mối quan hệ quen biết, uy tín cá nhân, không có giấy tờ để chứng minh. Theo lời khai ban đầu của bà, do tác động xấu của dịch bệnh COVID-19 nên một số người chơi đã hốt hụi thì không tiếp tục đóng tiền hụi, dẫn đến bà mất khả năng quản lý chi trả cho các dây hụi khi đến kỳ hạn, do đó đang thiếu nợ gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, lực lượng công an cũng xác định người này không có dấu hiệu bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cam kết sẽ chi trả số tiền hụi trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Kính thưa quý vị, vào tháng 7 của năm 2021, phiên tòa xét xử 5 bị cáo người Trung Quốc và một phụ nữ đồng phạm đã dụ dỗ 4 cô gái, trong đó có bé gái chỉ 15 tuổi đóng phim sex livestream khiêu dâm trên mạng xã hội Trung Quốc để thu tiền từ mạng xã hội, nhưng bị hoãn vì cần làm rõ thêm một số vấn đề trong vụ án này. Sau một thời gian tiến hành điều tra thêm, chiều tối ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt 5 bị cáo phạm tội giao cấu, thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 đến dưới 16 tuổi và tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Cụ thể mức án như thế nào? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Theo đó, Trương Huệ Mẫn bị tuyên phạt 13 năm tù, Sầm Thị Sen, 26 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, 10 năm 6 tháng tù, Lưu Tiểu Vệ, 8 năm 6 tháng tù, Tưởng Đăng Quân cùng 32 tuổi, 7 năm 6 tháng tù, Đới Hồng Hy, 24 tuổi, 7 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Phương Tuấn Kiệt bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù cho tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Trong các bị cáo, ngoài Sen, các bị cáo người Trung Quốc còn lại bị buộc rời khỏi Việt Nam sau khi ra tù. Hội đồng xét xử còn tuyên tiêu hủy các vật chứng. Theo cáo trạng, các bị cáo từng có tiền án, tiền sự tại Trung Quốc qua Việt Nam thuê nhà khu vực biển Đà Nẵng để làm động xét,
phát trên mạng xã hội để thu tiền. Mẫn tuyển Sen làm phiên dịch, sau đó làm người yêu và chung sống như vợ chồng tại Sào Huyệt là ngôi nhà thuê ở số 31 Lê Minh Trung, quận Sơn Trà. Từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2019, Sen tuyển được 4 cô gái. Ban đầu chỉ nói công việc livestream, sau đó dù họ đóng phim set, livestream khiêu dâm, quan hệ và kích dục với các bị cáo. Để các cô gái yên tâm tham gia, chúng trả thù lao 700.000 đồng trên cho 6 giờ thoát y, 1 triệu đồng một lượt giao cấu. Trong 4 cô gái có em N, vào thời điểm bị các bị cáo dụ dỗ đóng phim set chỉ mới 15 tuổi 3 tháng. Cách đây ít ngày, hàng chục đối tượng dùng hung khí hỗn chiến với nhau trong quán karaoke Tina ở thành phố Bảo Lộc đã khiến cho 4 người bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu. Hiện nay thì công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 12 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan chức năng cũng ra quyết định bắt tạm giam 10 trên 12 đối tượng để điều tra và làm rõ vụ án. Trước đó, vào chiều tối ngày 24 tháng 10, trong lúc đang hát karaoke tại phòng VIP 4 ở quán karaoke Tina, đường Trần Phú, phường Cloud, Bảo Lộc, giữa Lê Duy Thắng, 37 tuổi, còn gọi là Thắng Hải Phòng, tạm trú phường 1, Bảo Lộc, và Nguyễn Xuân Thành, 38 tuổi, trú tại xã Lộc Thanh, Bảo Lộc, xảy ra mâu thuẫn. Thắng bị một số người trong nhóm của Thành đuổi đánh. Được bạn bè can ngăn, hai bên ngưng xô xát. Tuy nhiên, đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của Nguyễn Xuân Linh, anh ruột của Thành và nhóm của Thắng dùng hung khí, cuốc, dao, mát, gậy đánh chém nhau tại quán karaoke Tina. Vụ hỗn chiến kéo dài hơn 10 phút làm cho 4 người trong cả hai nhóm bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, một nhóm thanh niên lên nhiều xe ô tô rời đi khỏi hiện trường. Nhóm còn lại cố thủ trong quán karaoke Tina. Vụ án đang được công an thành phố Bảo Lộc điều tra, làm rõ. Mới đây trên mạng xã hội đã tranh cãi dữ dội một tình huống tai nạn giao thông giữa xe lưu và ô tô 4 chỗ. Và điều gây khó hiểu ở đây là cả hai xe di chuyển với tốc độ rất chậm nhưng vẫn xảy ra va chạm. Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, lúc này ô tô đang lùi để quay đầu thì xe lưu di chuyển tới gần. Khoảng cách hai phương tiện thời điểm đó đủ để các tài xế có thời gian xử lý tình huống. Tuy nhiên, chiếc xe lưu cứ chậm chậm tiến đến rồi tông sầm vào ô tô con. Khi đã tông trúng và đẩy ô tô một đoạn, xe lưu mới dừng và lùi lại phía sau. Bất ngờ hơn, khi tài xế ô tô xuống đường sau va chạm để kiểm tra, thì xe lưu còn tiến tới tông vào đầu ô tô. Một tình huống quả là gây khó hiểu cho những ai chứng kiến trước cách xử lý của tài xế xe lưu. Sau đây sẽ là đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi câu. Đáng chú ý là không giống như thông thường, người đàn ông này ngồi câu vắt vẻo trên một cây cột cao chót vót, khiến cho cộng đồng mạng vô cùng thắc mắc. Vậy thì để biết là người đàn ông này câu gì mà lại ngồi ở trên cao như vậy thì mời quý vị theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Trong clip, một người đàn ông cầm cần câu ngồi vắt vẻo trên cây cột cao chót vót. Bất ngờ anh ta thu cần và bắt được một con chim dính câu. Sau đó, anh ta nhanh chóng gỡ con chim ra, cho vào túi và tiếp tục móc ngồi vào lưỡi câu và câu tiếp. Chỉ trong vòng 2 phút đã có 2 con chim dính câu. Cách thức câu chim giống hệt như đang câu cá khiến dân mạng hết sức kinh ngạc. Mới đây thì một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chàng lính biên phòng đang chơi đàn piano tại Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Được biết thì nhân vật chính trong đoạn video là binh nhất Tiêu Nghĩa Phong, 22 tuổi, học viên của trường Trung cấp Biên phòng số 2. Theo đó, trong video, anh bộ đội đang đánh bài tháng 4 là lời nói dối của em, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai cũng ngưỡng mộ trước sự tài hoa của anh bộ đội. Nghe tiếng đàn, bệnh nhân người nhà phiêu cùng món quà âm nhạc mà chàng lính biên phòng mang đến. Xong bản nhạc đầu tiên, mọi người ai cũng muốn anh đàn thêm vài bản nhạc nữa. Ngoài ra trên Facebook, anh lính trẻ còn chia sẻ rất nhiều bản nhạc, bài hát với các loại nhạc cụ khác nhau khiến nhiều người thích thú. Thưa quý vị,
trong những ngày qua, tại một số khu cách ly tập trung thuộc địa bàn thành phố Cà Mau xuất hiện tài liệu được in sao mang tên Chia sẻ kinh nghiệm, trong đó hướng dẫn nhiều phương pháp trị nhiều loại bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh gút, thậm chí cả chứng hôi nách hay là mắc bệnh COVID-19 mà chỉ cần đọc có dãy số trong thời gian từ vài chục phút đến vài giờ nhiều lần ở trong ngày là sẽ khỏi bệnh mà không cần phải khám hay là uống thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Qua điều tra, các đơn vị thuộc Công an Cà Mau đã thu giữ trên 90 quyển tài liệu, đồng thời đã phát hiện hai đối tượng đã sao chép và phát tán số tài liệu này. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với kiểu trị bệnh lạ đời và khoản phọc như thế này. Không cần phải khám hay uống thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, chỉ cần đọc các dãy số trong thời gian từ vài chục phút đến vài giờ nhiều lần trong ngày sẽ khỏi ngay các bệnh tiểu đường, bệnh gút, cả hôi nách hay thậm chí là COVID-19 cũng khỏi luôn. Đó là nội dung chính của những lời quảng cáo hết sức vi diệu về phương pháp chữa bệnh mới nằm trong tập tài liệu với 90 quyển vừa được các đơn vị thuộc Công an Cà Mau thu giữ của hai đối tượng đã sao chép, phát tán từ những video, bài viết trên mạng xã hội. Và theo như trình bày ban đầu của hai người này là vì chủ quan khi phát hiện trên mạng xã hội có video chia sẻ bài viết chữa bệnh COVID-19 bằng phương pháp mới thì chia sẻ mà chưa nhận thức rõ phương pháp trị bệnh trên là phản khoa học nên đã in sao và phát tán tài liệu. Thì mình không biết, thôi lúc đầu mình không biết, mình nghĩ là đúng, nhưng mà khi lực lượng tư vấn cho mình nghe thì mình thấy cái đó là mình sai rồi. Thành ra suy nghĩ sai mà vẫn biết sửa bằng cách nào thì thôi, tốt nhất là mình không có màng tới những cái chuyện là ai gửi gắm mình, bất cứ từ cái chuyện gì nhỏ hay lớn gì mình không thể làm nữa. Sau khi được phân tích, hai người phụ nữ có liên quan đến vụ việc đã nhìn nhận sai phạm, đồng thời cam kết sẽ không vi phạm. Theo đơn vị y tế, phương pháp trị bệnh mà chỉ cần đọc các dãy số nhiều lần trong ngày mà không cần phải khám bệnh và điều trị là phản khoa học, mang xu hướng mê tín dị đoan. Người dân không nên làm theo phương pháp này. Đâu phải mà đi đọc số hoặc là cái chuyện mình chỉ nghe không mà lại hết bệnh là không bao giờ có. Nhưng mà cái cơ bản phải tin tưởng là việc uống thuốc. Tất cả những cái bệnh hoạn gì cũng phải là thuốc. Không có thuốc không bao giờ hết bệnh. Mình cứ nghĩ là vậy đi, không phải thôi mà hết. Bà con đừng có cả tin mà đi nghe lời cái gì rồi tuyên truyền lên đó, cái gùm ben làm ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng đến người tin thật cái làm đến sức khỏe người ta nữa chứ. Bệnh COVID thì phải đưa vô điều trị. Đó, rồi bệnh tiểu đường thì do bệnh nội tiết, chúng ta phải cân bằng nội tiết và các bệnh khác. Thì tôi cũng khuyến cáo bà con là không nên tin và nghe theo và cũng không nên chia sẻ những nội dung thông tin sai sự thật như vậy. Hiện nay, Công an Cà Mau đang thực hiện các biện pháp ngăn chặn và thu hồi các tài liệu này. Bên cạnh đó, người dân cũng phải hết sức cảnh giác với những phương pháp trị bệnh mà chưa được khoa học kiểm chứng. Không khéo khi tin và làm theo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng của bản thân và gia đình.